Đây TF 160 bà con, 160 là 16 ngựa đó. 16 ngựa tối đa là 16 ngựa, 2400 vòng trên phút. Sản xuất tại Indonesia, nhưng theo tiêu chuẩn của bản quyền của Nhật các bà con. Tại nguyên bản TF này xuất xứ từ Nhật. Nhật Bản là NF đó, còn qua Thái Lan, Thái Indo là TF nè. TF 160 mẫu rất đẹp. 16 ngựa có đồ lên ga luôn. Xuất xứ là Indonesia nhưng theo tiêu chuẩn của bản quyền là phải của Nhật nha. Bản nguyên YANMAR là bản quyền của Nhật. Đây bên chấn đây. Chấn cũng được, vậy mẫu rất đẹp. Này bảo hành 1 năm nha, hư hai dục chặt đổi mới nha. Đẹp rồi. Đây trọng lượng ký của con này là nhiêu? TF 160 16 mã lực á, là mà tổng lượng trung bình là 140, nhiều nhất đầy đủ nước nôi là 176 ký. Mẫu rất đẹp. Rồi giống Nhật ha. Ừ, giống mệt Nhật luôn. Cảm ơn con bảo vệ em và cái giống con mới ra thôi này. Có thắng không giống? Không giống. Đẹp. Không. Mới rất là đẹp. Màu đỏ tươi luôn ha. Mới hơn 20 chặt đổi mới thôi. Nghĩa địa thì hên xui, còn mới là hơn 20 đổi mới mà coi. Này chạy dàn sới hay chạy ghe là ok luôn. Có đồ tay lên ga cho anh em là chạy ghe luôn. Cái này mua chạy cái đời bà con ơi. Có cái đồ móc lên cho anh em là chạy dàn sới luôn. Ờ cổ bé bự dữ vậy hả? Hết hồn cổ bé đó. Để lớn mà. Nó lớn 160. 160 là bé hay gì không ạ? Bự. Chịu lực mới nổi bà con ơi. Tắt máy. Tắt tông. Tông là khoảng hơn một tấc, khóa bự luôn. Nghe nó mạnh hơn GT 155. Lớn hơn. Ừ, lớn hơn chút. Mẫu quá đẹp.